Hello, xin chào các bạn nhé. Đây, mình phát hiện một con kỳ nhông là sau gốc cây sầu riêng này các bạn. Mình sẽ đi theo hướng ngược lại và mình sẽ bắt chúng nhé các bạn. Rất là đơn giản, đúng không? Hoặc là hoạt động nhẹ nhàng nữa. Đó, rồi. Bye bye, qua chúng qua nhanh rồi.